Bộ Tài chính vừa công khai chi tiết tình hình trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu quý 2 năm 2024 là gần 6.061 tỷ đồng. Trong đó, số dư quỹ bình ổn xăng dầu tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex là hơn 3.000 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh 328 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội gần 300 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 460 tỷ đồng, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ hơn 390 tỷ đồng. Quỹ bình ổn xăng dầu được lập theo Nghị định số 84 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Quỹ này không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước do 36 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tự thu chi, quản lý tại tài khoản ngân hàng. Mức trích lập và chi sẽ do cơ quan quản lý quyết định tại mỗi kỳ điều hành.